Liệu Ukraine còn tồn tại trên bản đồ trong 2 năm nữa? Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng tháng 11 là tháng rất then chốt đối với cả Mỹ và châu Âu, khi chính quyền của ông Joe Biden sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa kỳ trong bối cảnh mức tín nhiệm dành cho ông ấy thấp kỷ lục. Trong khi đó, các nước châu Âu chuẩn bị bước vào mùa đông lạnh giá trong bối cảnh Nga sẽ cắt giảm khí đốt. Và việc thoát khỏi viễn cảnh đầy ảm đạm này là không hề dễ dàng, thậm chí có thể là bất khả thi. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden và truyền thông dòng chính phương Tây được cho là đang phải đối diện với thực tế rằng họ vừa phải thúc giục Ukraine tránh tổn thất bằng cách thực hiện một thỏa thuận với Nga, nhưng đồng thời lại gia tăng hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Có thể nói rằng Ukraine đã trở thành quốc gia chảy máu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng trên mọi phương diện. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua một cái nhìn toàn cảnh về chiến trường Đông Âu, những khó khăn mà phương Tây đang phải gặp và ảnh hưởng của nó tới cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới tại Hoa Kỳ quý vị nhé. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tiêu chuẩn kép. Henry Kissinger đã từng dự đoán rằng cuộc chiến Ukraine có nguy cơ trở thành một cuộc chiến chống lại Nga. Gần đây trong cuộc phỏng vấn với tờ Blitz, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng cuộc chiến Ukraine có thể diễn ra trong nhiều năm. Ông Jens Stoltenberg đã nói, chúng ta phải chuẩn bị cho một thực tế rằng xung đột này có thể diễn ra trong vài năm. Chúng ta sẽ không được từ bỏ hỗ trợ Ukraine, ngay cả cái giá phải trả là rất cao. Không chỉ là về hỗ trợ quân sự mà còn về giá năng lượng và lương thực tăng. Người đứng đầu NATO cho biết thêm rằng, việc cung cấp vũ khí tối tân cho Ukraine sẽ giúp cho nước này có thể giải phóng khu vực Donbass khỏi sự kiểm soát của Nga. Thủ tướng Anh Boris Johnson sau chuyến thăm bất ngờ tới Kiev cũng bổ sung thêm những bình luận của ông Stoltenberg như sau. Tôi e rằng chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu lâu dài. Và ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc giúp Ukraine tránh mệt mỏi, bằng cách các nước phải thể hiện được sự ủng hộ lâu dài và phải sát cánh bên Ukraine. Điều đó có nghĩa là gì? Đó là Thủ tướng Boris Johnson cho biết, thứ nhất, chúng ta cần phải đảm bảo rằng Ukraine nhận được vũ khí, trang thiết bị, đạn dược và huấn luyện nhanh hơn kẻ xâm lược. Thứ hai là chúng ta phải giúp duy trì khả năng tồn tại của nhà nước Ukraine. Thứ ba là chúng ta cần phải nỗ lực lâu dài để phát triển các tuyến đường bộ thay thế cho Ukraine để nền kinh tế của nước này tiếp tục được hoạt động, bởi vì Nga đã phong tỏa các tuyến đường tại Biển Đen. Thứ tư, lệnh phong tỏa của Nga đối với Odessa và các cảng khác của Ukraine phải được dỡ bỏ và chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cần thiết để bảo vệ chúng. Tuy nhiên thì Thủ tướng Johnson thừa nhận rằng tất cả những điều này đòi hỏi những nỗ lực kéo dài trong nhiều năm và có thể là nhiều thập kỷ. Ông ấy cũng cho biết rằng các biện pháp như vậy là rất quan trọng để bảo vệ an ninh của châu Âu cũng như của Ukraine. Những tuyên bố trên của Tổng thư ký NATO và Thủ tướng Anh cho thấy sự can thiệp ngày càng sâu hơn của NATO vào cuộc xung đột này, dựa trên niềm tin rằng Ukraine không chỉ có thể đánh bại Nga mà chi phí cho chiến tranh là không thành vấn đề đối với NATO. Bất chấp chính quyền Joe Biden và NATO cũng như là Liên minh EU đang đổ hàng tỷ đô la vũ khí viện trợ vào Ukraine, sau 4 tháng giao tranh thì Nga đang dần có những thành công về mặt chiến thuật ở khu vực Donbass, đặc biệt là tại khu vực Severodonetsk và Lysychansk. Một thất bại ở Donbass sẽ là thảm khốc đối với Tổng thống Zelensky, sẽ khiến cho Ukraine yếu thế hơn trên bàn đàm phán với Nga. Trong khi đó, NATO cũng vậy, vị thế quốc tế của khối này sẽ bị xói mòn nghiêm trọng. Vì vậy, việc tiếp tục bơm vũ khí hạng nặng cho Ukraine đối với các nhà lãnh đạo của NATO cũng như các đồng minh là điều cần thiết. Ukraine đòi hỏi vũ khí hạng nặng nhưng bỏ qua một điểm yếu chí tử. Bất chấp việc Mỹ, Anh, Đức và Pháp cũng như là các quốc gia khác đang gửi rất nhiều viện trợ cho Ukraine, chính quyền Tổng thống Zelensky vẫn tuyên bố nó là chưa đủ. Cố vấn Tổng thống Ukraine là ông Mykhailo Podolyak vào ngày 18 tháng 6 đã ám chỉ việc chấm dứt chiến tranh bằng cách kêu gọi Mỹ cung cấp thêm vũ khí hạng nặng để cân bằng sức mạnh chênh lệch của hai bên. Tuy nhiên lần này, cố vấn của Tổng thống Zelensky đã đưa ra một danh sách viện trợ cụ thể khiến cho các nhà quan sát đều bị sốc. Đó là ông ấy yêu cầu phương Tây phải cung cấp 2.000 xe bọc thép, 1.000 pháo cỡ lớn 155 ly, 500 xe tăng, 1.000 máy bay không người lái, cùng tổ hợp tên lửa tầm xa S-300 và nhiều vũ khí hạng nặng khác. Tuy nhiên, theo Politico thì đã có hàng nghìn vũ khí do Mỹ sản xuất đang được đổ vào Ukraine. Và Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua hơn 20 tỷ đô la hỗ trợ quân sự để trang bị cho Ukraine vào tháng 5 vừa qua, như là một phần của gói viện trợ 40 tỷ đô la để duy trì cho quân đội Ukraine đến hết tháng 9. Có điều rằng, hàng tấn vũ khí và tài chính liên tục đổ vào hố đen Ukraine đã không thể đảo ngược được tình thế trên chiến trường. Thành trì Mariupol, Kherson và Zaporizhzhia đã thất thủ. Donbass sắp tới có khả năng cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga và tiếp theo đó khả năng là Odessa. Câu chuyện về việc chính quyền Joe Biden và NATO tiếp tục bơm vũ khí và tiêu diệt các lực lượng của Nga trong những tháng tới nhằm gây tổn thương cho Nga có lẽ sẽ không thể giúp ích gì cho các chính trị gia tại Mỹ và châu Âu. Chính tướng quân đội Ukraine là ông Volodymyr Kapenko cũng đã thừa nhận với tạp chí Quốc phòng tại hội nghị Eurosatory ở Paris vào ngày 15 tháng 6 rằng tính đến ngày hôm nay, chúng tôi có khoảng 30 đến 40, đôi khi là đến 50% thiệt hại về vũ khí, gồm có khoảng 1.300 xe chiến đấu bộ binh, 400 xe tăng, 700 hệ thống pháo đã bị tổn thất. Cũng không khó để có thể nhận thấy rằng dù cho phương Tây đã viện trợ rất nhiều nhưng Ukraine vẫn chưa bằng lòng và cho rằng số vũ khí này vẫn còn rất thiếu. Quan trọng hơn là Ukraine đã phớt lờ thực tế, một lượng lớn vũ khí hạng nặng đổ vào nước này đã khiến áp lực cho hệ thống hậu cần quân đội của Ukraine gia tăng áp lực chưa từng có. Để có thể học cách vận hành sử dụng vũ khí phương Tây ở Ukraine là rất khó khăn. Nhưng quan trọng hơn đó là khả năng bảo dưỡng hậu cần là quá khó để quân đội Ukraine có thể sử dụng hiệu quả các loại vũ khí này. Bởi vì hầu hết chúng đều được sản xuất trên tiêu chuẩn của NATO, hoàn toàn khác với những tiêu chuẩn vũ khí của Liên Xô trước đây mà Ukraine thường sử dụng. Cùng với khả năng hậu cần hạn chế của quân đội Ukraine thì có nhiều loại pháo và đạn dược đã không thể phát huy được hiệu quả tác chiến. Denis Saparov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã thừa nhận rằng lựu pháo Mỹ chuyển giao rất dễ bị tổn thương. Ông ấy nói, thật không may, ngày nay chúng ta không có cơ hội để đưa vũ khí do nước ngoài cung cấp trở lại với cơ sở trùng tu. Đơn giản là vì thời gian quá hạn chế. Ví dụ, hệ thống pháo M777 thực sự rất dễ bị phá hủy bởi pháo binh của đối phương. Điều này xảy ra hàng ngày. Vậy thì, nếu quân đội Ukraine thực sự yêu cầu Mỹ và NATO viện trợ hàng nghìn lô vũ khí hiện đại, liệu Ukraine có khả năng sử dụng chúng một cách hiệu quả hay không? Chưa kể là Mỹ cũng không có cách nào để theo dõi các lô vũ khí viện trợ cho Ukraine và lo ngại số khí tài này có thể rơi vào tay các nhóm vũ trang khác. Tuy nhiên, có vẻ như là NATO vẫn tiếp tục hành động như thể là chi phí viện trợ cho quân sự cho Ukraine là không đáng kể và miễn sao duy trì được một cuộc chiến tranh ủy nhiệm thông qua Ukraine để chống lại Nga. Theo nghĩa này thì Ukraine là một phép thử để Mỹ và NATO cũng như là EU hủy diệt nước Nga, nhưng đồng thời là hủy diệt chính Ukraine và gây khủng hoảng cho các quốc gia châu Âu. Và nền kinh tế Mỹ cũng không là ngoại lệ, nó đang bị ngấm đòn. Ukraine gian nan trong cuộc chiến ủy nhiệm. Ước tính thương vong của Ukraine trong những tuần gần đây là cực kỳ nghiêm trọng, với khoảng 700 binh sĩ Ukraine bị thương hoặc là chết mỗi ngày. Tinh thần rệu rã của binh sĩ cũng là bất lợi lớn với sự thiếu hụt đạn pháo và kho vũ khí từ thời Liên Xô bốc hơi nhanh chóng, đang tạo ra một tình thế không bền vững cho các lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở Donbass. Để giành lại được các vùng lãnh thổ phía đông và phía nam của mình, Ukraine đã phải tiến hành một cuộc chiến lâu dài, cũng như sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ kinh tế, tài chính, quân sự từ Mỹ và châu Âu. Mặt khác, sự thống nhất và đoàn kết của châu Âu cũng rất mong manh và cho đến nay nó có biểu hiện mệt mỏi. Hẳn nhiên là Ukraine đã là một hố đen không xứng tầm với kế hoạch Marshall của Mỹ trong quá khứ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Đức trì hoãn bàn giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Đơn giản là vì người Đức đang rất thận trọng và không muốn lãng phí tài nguyên của mình cho Ukraine. Mỹ và EU đã áp dụng các lệnh trừng phạt chưa từng có vào Nga, đặc biệt là đối với ngành chủ chốt như là năng lượng nhằm cắt đứt huyết mạch tài chính, làm cạn kiệt tiềm lực kinh tế của quân sự Nga. Nhưng thực tế cho thấy rằng các đòn trừng phạt lại đang tác động ngược lại vào Mỹ và EU, và Ukraine cũng không phải ngoại lệ. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới thì nền kinh tế Ukraine có thể giảm tới 45% vào cuối năm 2022. Việc Quốc hội Mỹ thông qua viện trợ bổ sung 40 tỷ đô la dựa trên đạo luật cho vay có thể được coi là một động lực nhằm nâng cao tinh thần cho lực lượng chiến đấu của Kiev. Nhưng mà người phương Tây có câu rằng không có bữa trưa nào là miễn phí. Trong tổng số 40 tỷ đô la thì có tới 19 tỷ đô la được chính quyền Biden dành tặng cho các tập đoàn sản xuất vũ khí Mỹ, giúp cho họ có thêm nhiều hợp đồng béo bở. Và nó cũng đồng nghĩa với việc binh sĩ Ukraine sẽ phải đổ máu nhiều hơn trên chiến trường. Thực chất rằng gói viện trợ này lại là những khoản nợ tương lai mà người dân Ukraine sẽ phải oằn lưng ra hoàn trả. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đã phản tác dụng. Cuối cùng, cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng sâu sắc ở Mỹ và châu Âu với mức lạm phát và chi phí sinh hoạt cao đang đè nặng áp lực lên vai các nhà lãnh đạo. Chính quyền Joe Biden đang phải đối mặt với tỷ lệ tín nhiệm rất thấp kỷ lục trong cuộc bầu cử giữa kỳ đang cận kề. Châu Âu cũng đang ở ngưỡng cửa của một mùa đông lạnh giá, thiếu đi khí đốt của Nga. Dân chúng châu Âu cũng không những phải thắt lưng buộc bụng, chi tiêu rẻ sẻn mà còn phải gánh chịu thêm gánh nặng trợ giúp người tị nạn Ukraine. Trong khi đó, người Mỹ đã không còn tin hoàn toàn vào những tuyên truyền của chính quyền Biden rằng Putin phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ, cho những điều tồi tệ mà đang xảy ra tại Mỹ. Nghịch lý là cuộc chiến càng kéo dài ở Ukraine thì dường như càng có lợi cho Nga. Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch có trụ sở tại Helsinki, Phần Lan, doanh thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng trong 100 ngày đầu tiên của cuộc chiến lên tới 93 tỷ euro. Và EU vẫn là khách hàng mua khí đốt lớn nhất của Nga, bất chấp mọi gói trừng phạt thứ 6 đang được áp dụng lên Nga. Và việc phương Tây loại bỏ dần nhập khẩu năng lượng của Nga, tước đi nguồn thu của Điện Kremlin, doanh thu xuất khẩu của nước này vẫn tăng đến 40% so với cùng kỳ vào tháng 5 do giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Không chỉ có vậy, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg của Nga diễn ra trong 4 ngày qua đã đạt được những thỏa thuận trị giá lên tới 5,6 nghìn tỷ rúp, tức là tương đương với 97 tỷ USD, cao hơn 30% so với năm ngoái 3,8 nghìn tỷ rúp. Hơn 690 giao dịch đã được ký kết, bất chấp tình hình chính trị căng thẳng liên quan đến hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Vậy thì, liệu xung đột bao giờ mới kết thúc? Cuộc chiến tại Ukraine đang dần ngã ngũ, lực lượng Ukraine đang bị tổn thất nghiêm trọng, và tình hình ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn khi mà mỗi ngày trôi qua. Không một khoản viện trợ quân sự nào của Mỹ và EU có thể thay thế được tình hình khắc nghiệt hiện tại. Vấn đề là ở thời điểm này, không phải là bàn đến việc Ukraine có nhượng bộ lãnh thổ cho Nga ở miền Đông hay không, bởi vì thực tế là Nga đang kiểm soát được khu vực này. Mà vấn đề bây giờ là làm sao để chấm dứt được chiến tranh? Phản ánh qua 3 điểm sau đây. Thứ nhất, phản ứng của chính quyền Nga về thông tin gần đây cho rằng Ukraine muốn ký một thỏa thuận cho thuê khí hóa lỏng với Mỹ với thời hạn thanh toán kéo dài trong 2 năm. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đặt ra câu hỏi liệu tới lúc đó Ukraine có còn tồn tại như là một quốc gia trên thế giới trong 2 năm nữa hay không? Hàm ý của câu nói này đó là Ukraine nếu thất bại trước Nga thì tất cả các khoản đầu tư mà chính quyền Biden đổ vào Ukraine, hàng tỷ đô la đó sẽ trở nên vô ích. Ông Medvedev cũng nói rằng chính quyền Biden không thực sự quan tâm đến sự sống chết của Ukraine bởi vì họ đã đầu tư rất nhiều vào các dự án chống Nga đến nỗi mọi thứ khác không còn là gì đối với họ. Thứ hai là đối với Ukraine, liệu chính phủ của Tổng thống Zelensky sẽ tiếp tục đẩy cuộc xung đột này đi bao xa trong khi chính quyền ông Joe Biden tiếp tục gia tăng viện trợ vũ khí hạng nặng, miễn sao là Ukraine không được bắn vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ của Nga. Nếu như theo cách này thì Ukraine sẽ tiếp tục trở thành quốc gia ủy nhiệm của NATO, hoạt động như là một căn cứ tiếp nhận vũ khí của phương Tây để đe dọa Nga. Điều này có nghĩa là Ukraine sẽ sớm đi vào con đường tự sát và tiếp tục hứng chịu các đòn tấn công thảm khốc bằng tên lửa tầm xa và hỏa lực pháo binh của Nga. Thứ ba, đối với chính quyền Biden, sau khi đổ hàng chục tỷ đô la bằng cách chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp vào quốc gia đang bên bờ vực thất bại này, vậy làm thế nào để tái thiết lập lại một Ukraine đổ nát hoang tàn đây? Trong bối cảnh nước Mỹ đang phải đối mặt với lạm phát cao và kinh tế toàn cầu thì đang trong tình trạng ảm đạm. Khi thị trường chứng khoán Mỹ đỏ lửa, với đà giảm giá của chứng khoán Mỹ lan sang cả châu Âu và mọi hàng hóa đều tăng giá so với năm ngoái, thì rất có thể chủ đề về Ukraine sẽ lặng lẽ chìm nghỉm trong mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Vào tháng 11, cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu và chính quyền Joe Biden không thể tự ý được quyết định tất cả mọi chính sách, cũng như họ không thể trốn tránh được trách nhiệm giải trình cho việc chi tiêu quá mức, dẫn đến sự hủy hoại thịnh vượng của Mỹ thông qua hai sự kiện là rút quân tại Afghanistan và xung đột tại Ukraine. Việc NATO và EU ra sức tăng cường vũ khí cho Ukraine nhằm kéo dài chiến tranh có lẽ chỉ càng ngày càng gây thêm nhiều tổn thất sinh mạng hơn, cũng như phá hủy đi nền kinh tế thế giới. Điều đáng tiếc là dù có như vậy thì chính quyền ông Joe Biden và NATO cũng không thể cản được đà thực hiện mục tiêu phi quân sự hóa, phi phát xít hóa của Nga và càng không thể đảo ngược được kết quả trên chiến trường Ukraine lúc này. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.